Có món nước uống nào mà chị cần nếm thử là anh chị nhớ ngay về tuổi thơ, bầu trời ký ức ùa về không ạ? À? Với em thì chắc chắn là món tắc rim mật ong xí muội. Sinh ra ở Gia Lai với 6 tháng mưa dầm tầm tã, không đứa con nít nào là không ho khục khạc hoài không khỏi. Nhà làm nông lúc nào cũng sẵn chai mật ong hoa cà phê, cứ hễ ho là ông bà lại rim cho một hũ tắc mật ong mà uống. Ngọt thanh của mật ong, vỏ tắc không còn đắng mà thơm đậm tinh dầu, mặn mặn ngọt ngọt của xí muội. Uống 2-3 bữa là đỡ ho ngay. Lớn rồi tìm mãi mới được hũ tắc rim mật ong xí muội của nhà tiệm phố núi y như hương vị nhà làm, mà lại còn tiện lợi chứ cái hũ này rim lâu công lắm. Tắc nhà tiệm phố núi thì chọn hàng loại một, xanh tươi, rửa sạch, phơi ráo trên giàn, uống cực kỳ an tâm. Món này mà uống với đá lạnh cũng cực kỳ ngon, chua chua ngọt ngọt thơm thơm, pha dừa tắc cũng chuẩn bài nè, mà giá cả lại cực kỳ phải chăng.